Ok, FGB Gaming Channel xin chào anh em. Rồi, ngày hôm nay thì có thể nói là FGB sẽ cùng với anh em chúng ta sẽ qua bên phía Kingdom 3444. Hiện tại là anh em đang tập hợp để chuẩn bị ăn cái đền thờ thất thủ anh em. Có thể nói là nắm kinh là giai đoạn này. Hiện tại là anh em đang cơ cấu là 3 clan chạm với cái đền thờ thất thủ anh em. Ok, anh em đang nhìn thấy là có một cái đạo quân đang di chuyển ra. Theo thông tin anh em chia sẻ thì có thể nói đạo này là sử dụng Mina anh em nha. Chuẩn bị vào công cuộc được gọi là xây dựng đất nước anh em. Phải có king chúng ta mới có thể là có quyền hành tối cao ở đất nước của mình. Đấy, Mina đang được Gali vào trong cái đền thờ thất thủ anh em. Thường thì anh em sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đứng ở bốn góc. Bởi vì bốn góc sẽ có những con lính gác nó sẽ di chuyển vào. Những con lính gác đó thì chúng ta cần phải đánh thật nhanh em nha. Để nó sẽ không bóp máu cho cái đền thờ thất thủ. Và đặc biệt là trong giai đoạn này chúng ta sẽ không xào quam nhé anh em. Chúng ta sẽ không xào quam gì cả. Đấy. Khi nào có lệnh binh thì chúng ta mới được xào quam. Còn nếu mà xào quam như thế này là thật sự là chúng ta chỉ có hẹo thôi anh em. Bởi vì những giai đoạn đầu này thì cái đền thờ rất mạnh anh em. Đền thờ rất mạnh. Đấy, do not swarm liền, anh em nhìn thấy không? Và một cái lệnh binh anh em nhìn thấy bên bên tay trái thì đó là T4 nha anh em, kỵ binh reform vô cái Gali. Bởi vì chúng ta phải Gali đúng đạo quân thì cái Gali chúng ta mới mạnh được nha. Đó, những con lính gác đã bung ra rồi, anh em nhìn thấy không? Đây chúng ta phải đánh con lính gác này thật là nhanh. Giai đoạn này thì có thể nói là giai đoạn chuyển tiếp để lên nắm quyền của Kingdom. Mà chúng ta cần phải biết cách để chúng ta đánh anh em nha. Đôi khi chúng ta sẽ đánh rất là nhiều thời gian. Nhưng mà những người anh em được gọi là leader em hiểu rất nhiều về đền thờ thất thủ. Có thể nói là chúng ta sẽ ăn rất nhanh nha anh em. Đấy rồi. Có một cái con lính nó nằm bên phía góc dưới này. Anh em đang nhìn thấy di chuyển vào trong cái đền thờ thất thủ liền anh em. Đấy, kể cả đền thờ thất thủ hay là đền thờ thập tự chinh thì chúng ta cũng cần phải biết cái cách để chúng ta chơi nha anh em. Ok, xong con lính rác rồi. Bên góc trên cũng có luôn. Đấy, chúng ta cần phải có được gọi là bốn hướng để chúng ta sẽ chặn lại những cái đường. Cái đường được gọi là búp máu dành cho cái đền anh em nha. Gọi tắt là đền. Ok, tiếp tục bung gà. Ở nhiều hướng có những con lính gác anh em nhìn thấy, những con lính gác đi ra ngoài. Đây là lính gác đền anh em nha. Ok, đây là một cái đạo Gali Mina nha anh em, Mina với cao cao. Quá ghê gớm luôn. Mình chỉ một đạo luôn. Đạo này thì đã có T5 rồi nha anh em. Chúng ta chỉ cần một đạo thôi cũng ok rồi, nhưng mà cần phải có reform hay còn gọi là chon vào trong cái Gali để chúng ta sẽ búp cho cái đạo Gali chúng ta thì mới kéo dài được anh em nha. Chứ còn nếu mà không chon vào thì rất khó để cho cái đạo Gali chúng ta mạnh. Rồi, tiếp tục là nó thả ra những cái con lính gác anh em nha. Quá là hay luôn anh em. Nói chung là Kingdom này đánh rất hay. 3444 đánh rất hay. Một Gali một thôi và bốn hướng, các anh em có thể nói là tập trung để đánh để lấy đền thật sớm. Bởi khi mà chúng ta lấy đền thật sớm thì chúng ta sẽ có quyền hành của King anh em. Có thể gửi tất cả những tin nhắn và rất nhiều quyền hành từ King. Khi mà nắm đền rồi thì chúng ta có thể được bật búp rất là nhiều. Búp xây dựng. Rồi chúng ta có thể là búp tranh lính. Rồi chúng ta cũng có thể là búp được gọi là chuỗi lính anh em. Đó rồi, tài nguyên luôn, chúng ta farm, tăng tốc độ farm luôn cũng có luôn nha. Rồi, tiếp tục là những cái lính gác được thả ra ngoài. Vẫn là một đạo duy nhất anh em nha, vẫn là một đạo. Giờ này chúng ta vẫn chưa được swarm anh em nhìn thấy không? Vẫn chưa được swarm nha, do not swarm. Anh em bên phía bên đây chấp hành quy định rất là cao luôn, nhìn cái điểm binh rất là hay. Đền thờ thất thủ này có thể nói là mở ra lúc 12 giờ khuya anh em. Oh my god, mở ra một cái thời gian là hầu như là các anh em đi ngủ. Nhưng mà đây là Kingdom quốc tế nên là chúng ta cũng có thể là sẽ dễ dàng anh em. Rồi, ok, một đạo duy nhất thôi. Rồi, giờ này thì chúng ta được swarm rồi anh em, nhìn thấy không? Tấn công. Một cái lệnh binh của Letter. Ok, chúc mừng 3444 đã
chiếm thành công trên thời thất thủ anh em nha, nắm kinh toàn bộ quyền hành của 3444 bởi clan được gọi là 4IB4 important to phonics. Ok, chúc mừng anh em 344 nha.